Ngày 7 tháng 10, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hai đối tượng lừa cho vay tiền qua mạng xã hội, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của nhiều người. Hai đối tượng là Trần Thanh Thọ, 25 tuổi và Phan Văn Trung, 34 tuổi, cùng ngụ huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Tại cơ quan công an, Trung khai sau tìm hiểu cách cho vay tiền qua mạng, đối tượng đã mua một số tài khoản mạng xã hội rồi đăng tải thông tin cho vay. Khi có người hỏi vay tiền, các đối tượng gọi điện lấy lòng tin và yêu cầu cung cấp thông tin về căn cước công dân, số thẻ ngân hàng, số tài khoản ngân hàng, số điện thoại. Sau đó các đối tượng tạo lập tài khoản ví điện tử ZaloPay, đứng tên người vay tiền. Từ tài khoản này, các đối tượng yêu cầu người vay cung cấp mã OTP báo về số điện thoại, kết nối tài khoản ngân hàng của người vay. Từ đó, các đối tượng chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân mua thẻ game, rồi bán cho người có nhu cầu.